Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 84. Chuyện cửa ngõ hạnh phúc. Tiền thân Atthasavara. Hãy tìm cầu không bệnh. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một người con trai tài giỏi vấn đề hạnh phúc tinh thần. Tại Xá Vệ, một triệu phú giàu có sinh một người con trai. Khi lên 7 tuổi, cậu con trai có trí tuệ và chăm lo hạnh phúc tinh thần. Một hôm, cậu con trai đến hỏi cha về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Người cha không biết nhưng vẫn suy nghĩ. Đây là một câu hỏi rất tế nhị. Ngoài Đức Phật Toàn Tri, không một ai trên trời dưới đất có thể trả lời câu hỏi này. Rồi người cha dắt con trai mang theo nhiều vòng hoa, hương liệu, dầu thơm đi đến Kỳ Viên. Ông cúng dường bậc đạo sư, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này có trí tuệ, thiện xảo về hạnh phúc tinh thần. Hỏi con một câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần, con không trả lời được câu hỏi ấy, nên con đến ý kiến ngài. Lành thay nếu Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy. Bậc đạo sư nói: Này cư sĩ, thuở trước ta đã được đứa trẻ này hỏi câu ấy và ta đã trả lời cho nó. Lúc bấy giờ nó đã biết câu trả lời, nhưng nay nó không có nhớ được vì đã đi qua nhiều đời kiếp. Nói vậy xong, theo yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị triệu phú có rất nhiều tiền của. Con của Bồ Tát mới 7 tuổi đã có trí tuệ và thiện xảo về hạnh phúc tinh thần. Một hôm, nó đi đến hỏi cha nó về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Thưa cha thân, thế nào là cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần? Người cha trả lời nó với bài kệ này: Hãy tìm cầu không bệnh là lợi đắc tối thượng. Giữ giới kính trưởng thượng, biết nghe học kinh điển. Hãy tùy thuận chánh pháp, thoát ly các chấp thủ. Chính sáu cửa ngõ này đưa đến chân hạnh phúc. Như vậy, Bồ Tát trả lời câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần. Từ đấy trở đi, đứa trẻ sống đúng theo xá pháp ấy. Còn Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí vân vân và đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Đứa con trai thời ấy là đứa con trai hiện tại và vị đại triệu phú là ta vậy.